Ok, hello anh em mình nhá, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình đang có mặt ở trên con 8GS anh ạ. Đấy, với số vốn ngày hôm nay thì là gọi là 15 mà hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao để mình có thể gọi là kiếm được x2, thậm chí là x3 với cái số vốn là 15S này ở trên con cầu 8GS. Đấy, những game 8GS này thì mình thấy là cũng gọi là khá là ok. Anh em hoàn toàn là có thể kiếm x2, x3 nên là anh em cứ tự tin. Đó, rồi. Ok. Còn lại xem nào. Nói chung thì cầu này thì đánh gọi là nghiêm túc một tí thì bắt con rồng xanh này thì gọi là lên cũng đơn giản thôi. Rồi, ok xem nào. Ở đây thì 531 về con xỉu rồi đúng không? Thì con xỉu này thì 43 144 à hay là bắt cầu gì đây? Hay là 321 đây. Nói chung thì cầu này thì cũng gọi là nhiều cái biến thể lắm, chưa biết được cái gì đâu ạ. Thôi, cứ từ từ em nhá. Này thì chắc là nụm lúa con tài đi. Định theo cầu bệt nhưng mà thôi. Đánh quả bẻ đi đúng không? Nói chung thì mình thì kể cả có x2 là không thì mình vẫn vẫn thích bẻ cầu hơn là mình theo cầu. Không biết anh nào có giống có sở thích giống mình không, nhưng mà mình thì gọi là đánh nào rất là thích, rất là thích bẻ luôn. Đó, nên là không biết thế nào. Rồi tầm này thì lại tiếp tục nghiên cứu để xem là cầu kèo nó chạy như nào, nó đi đến đâu, nó ra làm sao em nhé. Cầu kèo mà ok một tí thì còn đỡ, chả may mà nó gãy một cái thì cũng nhiều cái để nói đấy đúng không? Rồi, ok chưa? Con này thì tiếp tục thì lại làm nhẹ con tài tiền đầu tiên. Ui rồi. Chính xác luôn, con này cầu 44 anh em ạ. Thế thì 44 thì lại cầu sở trường của mình rồi. Con này thì chắc chắn là tài thôi anh em ạ. 144 thì không có chuyện trượt đâu. Nói chung là muốn trượt cũng là khó anh em ơi. Anh em cứ tự tin mà vào cầu cho mình. Ok chưa? Con này thì mình sẽ làm con gì ạ? Con này chắc chắn là con gì ấy? Con tài đúng không? Đấy, cầu 144 cực kỳ là khuôn như này rồi thì all-in thôi chứ còn cái gì nữa. Đấy chưa, con cầu thực ra con cầu kia ấy thì mình không theo là việc, vì trả dụ ấy cái cầu 144 này nó ra thì là cầu sở trường của mình nên là mình không vướng, được chưa? Còn con kia mà nó ra cầu 4321 chẳng hạn thì nó không phải cầu sở trường của mình, nên là mình có đấy mình cũng không biết gọi là đi làm sao cho nó thật sự là chuẩn chỉ, nên con đấy thì mình cứ bình tĩnh là đánh con tài, được chưa? Để xem ra là cầu kèo nó đi ra làm sao, nó chặn như thế nào đó. Ok chưa, con này ok luôn thì cũng gọi gì ạ, cũng gọi là khá là ngon đó, nhưng mà thôi cứ phải từ từ ạ. Nói chung thì câu chuyện ở đây là nó là gì? Không biết trước được cầu đúng không? Kể cả có chắc chắn có 99% rồi thì vẫn còn có 1% là gãy mà. Nên là mình cứ từ từ thôi nhá. Ok chưa nào? 5, thấy chưa? Nặng 5 năm thì thôi chứ còn cái gì nữa đúng không? 5 năm thì ô và kê luôn. Đấy, mình nụm luôn đấy chứ còn nói năng cái gì đâu. Rồi, cầu kèo này thì ok rồi đấy đúng không? Thì ra là con tài rồi thì mình cũng gọi là lại chuẩn bị là gì ạ? Lại chuẩn bị lên thôi. Cầu 44 thì mình sẽ đi theo cả quả 42 nhá. Đó, theo nhẹ nhàng tình cảm một quả cầu. Nói chung thì mình thì cũng không có nói là sẽ ăn 100% được, nên là anh em lưu ý cho mình không dám nói là tất cả anh em đánh ở đây ấy, thì anh em lên lưu ý là đi chậm chậm thôi thì mới có thể lên được. Chứ nhiều anh em mà đi gọi là gì ạ? Đi vội quá thì cái tỷ lệ gãy cầu là cũng rất là cao anh em nhá. Đó, nên lưu ý cho mình. Còn này thì mình sẽ làm con tài các bạn. Làm nhẹ nhàng một con cầu gọi là con tài 3m4, xem có chuẩn là tài hay không nhá. Con này mà ra được là tài luôn thì cũng cực kỳ là ok mà. Đó, nhưng mà để xem thôi. Mình nói rồi, không chắc chắn được đấy hết đâu, nên là anh em nhớ nhá. Bình tĩnh tự tin và không cay cú thôi. Rồi, con này là tài này. Úi giời. 234 à, thế nào cầu này lại trượt được nhỉ? Nghe nó hơi lạ lạ anh ạ. Cầu này thì một trong những cầu mà trượt thì mình thấy là đúng là cũng hơi ảo thật. Thôi không sai mà, nói chung thì cứ từ từ, không có cái chuyện gì gọi là sợ ở đây cả. Cầu này chắc là sẽ theo 411 thôi. Nói chung thì cách x2, x3, x4 thì em phải phân tích cầu ra nhá. Nhớ là phải biết biết được cách bắt cầu thì mình mới có thể gọi là oánh lên được một cách ok được. Chứ không thì cái tỷ lệ gãy là cũng khá là căng đúng không? Cầu này thì mình sẽ làm là con tài 6M đi. Đó, xem thử xem con này xem có đúng là gì ạ? Đúng là tài hay không nhá. Con này mà ra được là tài thì thôi, biết làm sao được lựa đây đúng không? 6M tài. Nói chung thì một trong hai con này, một là con này về xỉu, xỉu không về xỉu thì sẽ chạy là cầu 412, mà à, con này về xỉu thì sẽ chạy 412, còn về tài thì sẽ chạy 411. Nói chung thì hai con cầu này thì con cầu nào mình cũng có thể hoàn toàn là có thể xử lý được hết, nhưng mình không vướng em ạ. Đó. Mình nghĩ thì chắc là con này chắc là húp thôi, húp con tài này thôi chứ còn bỏ trượt con này thì mình nghĩ chắc là không có đâu. Nói mà nói thì nói gì thì nói. Chắc chắn là không thể bao giờ có chuyện là tự tin 100% được đúng không? Rồi. Tài này. Úi rồi. 621 thế thì đúng như mình nói rồi, con này lại phải only một con tài nữa thôi. Đúng không? Con này only một con tài cầu 412 nhờ. Cực kỳ đẹp luôn. Cứ gọi là đẹp như tranh luôn đi.
Nên là cậu này thì bảo là trượt thì khó đấy anh ạ. Nói chung là muốn trượt cũng khó anh em ơi. Rồi, thì đấy, ngày mai thì tiếp tục là sẽ làm con tài thôi, kép 9 thì ôn đi luôn đi. Đấy, thấy chưa? Anh cái nào mà gọi là sợ là gì ạ? Sợ đánh mà gãy ấy, thì anh em cứ dò cầu như mình, thấy chưa? Anh em thấy là hai trường hợp, một là trường hợp 412, hai là trường hợp 411, được chưa? Đó thì 412 khi mình em chắc chắn là nếu mà nó chạy 411 thì nó sẽ ra cái gì? Thì em nếu mà đúng 411 thì tiếng sau anh em vẫn cứ đánh to lên là bình thường. Còn như cầu 412 này mình đánh không đúng đúng không? Đấy, hai cầu thì mình chắc chắn là cầu 412 rồi. Thì mình sẽ ôn đi luôn. Đó. Nói chung là mình đánh thì cứ vậy thôi, đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm là lên. Nhưng còn nhiều anh em thì đánh là cứ phải gì ạ? Cứ phải nói là phải ăn to mới chả gọi là ăn ít ăn nhiều. Mình thì cứ gọi là ngày kiếm đôi 3M, x2 x3 lên là còn càng đét lượn đúng không? Rồi. Nào. 6 rồi thì chả nhẽ lại còn 63 ra 1 đúng không? 63 mà ra 1 nữa thì thôi đi. Còn cái chuyện gì để nói nữa, nhưng mà làm lấy đâu ra mà 63 ra 1 được ạ? Đúng không ạ? Khó lắm chứ đùa đâu anh em. Rồi, rồi, không sao anh ạ. Cầu tầm này thì vẫn đang gọi là gì ạ? Vẫn đang lên đúng không? Lên vẫn đang rất là ngọt nước. Nhưng này tiếp tục là mình sẽ làm luôn một con tài. Đó, con này mình sẽ đi sao nào? Đi 3 mét đi. Đi 3 mét để cho lên tròn 30 mét thì mình sẽ nghỉ luôn em nhé. Đó, 3 mét tròn là húp nhẹ nhàng là x2 luôn. Đấy là nghỉ luôn là quá đẹp anh ạ. Không còn điều gì để gọi là bàn tán mà gọi là tranh cãi nhiều rồi. Đó, thì giờ sẽ xem thử con này xem mà như nào anh ạ. Đây mà ok mà húp được con tài luôn thì cũng khá là đẹp anh ơi. Nói vậy thôi thì mình cũng không thể chắc chắn được. Con này mà chắc chắn được thì lấy đâu ra đúng không? Làm gì có cái gì gọi là nói là có chắc cú mà đảm bảo là nó sẽ ăn được đâu. Là mình cứ bình tĩnh thôi. Ok chưa? Con này mình sẽ làm gọi là làm con tài không nhá. Để xem là như thế nào. 3M tài. 5 này. Ui phải 56 thì thôi bye bye anh em ạ. Đấy thấy chưa? Lụm nhẹ lên con này thì thôi, mình cũng sẽ nghỉ luôn em nhé. Bye bye anh em.